At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Hé lộ vai diễn của Lê Giang trong phim Tết đối đầu Trấn Thành. Lê Giang có năm thứ 3 liên tiếp tham gia phim Tết chiếu rạp và là ngôi sao phòng vé được kỳ vọng để Gặp lại chị bầu của anh Tú Diệu Nhi cạnh tranh với phim Mai của Trấn Thành. Bộ phim Tết chiếu rạp Gặp lại chị bầu của đạo diễn Nhất Trung tiếp tục tung tạo hình của dàn nhân vật chính trong phim. Mặc dù không có cái tên Kiều Minh Tuấn như màn xuất hiện hài hước trong teaser, tuy nhiên Gặp lại chị bầu lại gây chú ý bởi sự xuất hiện của Lê Giang đảm nhận vai diễn thứ trong phim. Lê Giang vào vai nghệ sĩ cải lương. Lê Giang là diễn viên nữ chính từng được tặng danh hiệu ngôi sao phòng vé khi liên tục góp mặt trong nhiều phim chiếu rạp ăn khách gần đây như Cua lại chị bầu, Chị em em hay. Đặc biệt hai bộ phim có doanh thu kỷ lục là Bố già và Nhà bà nữ của Trấn Thành thực hiện. Vì thế chỉ đảm nhận vai phụ bà chủ nhà trọ của bộ tứ nhân vật chính do Diệu Nhi, Anh Tú, Quốc Khánh, Ngọc Phước thủ vai, nhưng Lê Giang vẫn là cái tên thu hút. Trong phim, Lê Giang vào vai bà Lê, một cựu diễn viên cải lương và cũng là chủ xóm trọ của 4 nhân vật chính. Nghệ sĩ Lê Giang sẽ mang đến hình ảnh một bà chủ trọ, một người mẹ tận tâm yêu thương săn sóc 4 cô cậu thanh niên. Trong thông tin truyền thông từ ekip Gặp lại chị bầu cho biết, sự xuất hiện của Lê Giang giống như một tấm vé bảo chứng cho thành công của tác phẩm. Cùng với phim Mai do Trấn Thành đạo diễn và sản xuất sẽ là hai tác phẩm có màn cạnh tranh thú vị trong mùa phim Tết này. Ngoài ra, Gặp lại chị bầu cũng tung tạo hình chính thức của 4 nhân vật chính do Anh Tú, Diệu Nhi, Ngọc Phước và Quốc Khánh đảm nhận. Thời gian vừa qua, nữ diễn viên nghệ sĩ hài Lê Giang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi liên tục góp mặt trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Lúc này, nhiều người mới phát hiện ra nữ nghệ sĩ hài cũng góp mặt trong nhiều phim trăm tỷ của phòng vé Việt. Trước đó, Lê Giang đã được yêu mến nhờ vai cô Lệ, gái lỡ thì trong Bố già bản điện ảnh. Thì dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nữ nghệ sĩ lại tiếp tục góp mặt trong hai phim Việt ăn khách nhất Nhà bà nữ và Chị em em hay. Từ đây, cái tên Lê Giang trở thành ngôi sao phòng vé mới nhất của làng phim Việt khi góp mặt trong loạt tác phẩm doanh thu khủng như Cua lại vợ bầu 192 tỷ đồng, Bố già 420 tỷ đồng, Chị em em hay 81 tỷ đồng, Nhà bà nữ 340 tỷ đồng. Chia sẻ về thành công có phần bất ngờ này, Lê Giang cho biết bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên khi được nhiều nhà sản xuất, đạo diễn để ý, gửi nhiều lời mời đóng phim. Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ, đúng là thời tới cản không nổi, thiệt tình luôn. Năm nay tôi nhận được lời mời 6 phim điện ảnh, nhưng vì bận, vì một số dự án trùng lịch và có những vai không hợp nên tôi tham gia được 2 phim. Bản thân nữ nghệ sĩ Lê Giang cũng lo ngại bị người ta nói là xuất hiện nhiều quá, bị ngại nên muốn giãn bớt ra, chỉ nhận 2 phim. Lâu lâu đi xem thấy Lê Giang còn thú vị, chứ dự án nào cũng đóng thì sợ khán giả chán. Bây giờ tôi sẽ cố gắng bớt lại. Lê Giang sinh năm 1972, tham gia từ đoàn cải lương Thanh Nga khi 16 tuổi và từng giành huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng sông đầm lầu. Sau khi kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương năm 1992, hai vợ chồng trở thành cặp đôi vàng trên sân khấu hài kịch phía Nam. Lê Giang từng có khoảng thời gian ngưng hoạt động nghệ thuật khi quyết định sang Úc định cư. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng và có một con trai, nữ nghệ sĩ trở về Việt Nam, từng bước trở lại với diễn xuất qua nhiều phim truyền hình, web drama và điện ảnh. Thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.